Ngon. Tối nay là ăn cái này chừa cơm thôi cả nhà. Lâu ăn. Hello cả nhà. Cái này kêu làm gì chị quên rồi. Cái này là gọi là nổ hả? Nào làm cơm nổ. Cơm nổ. Hôm nay ở trước nhà có làm cơm nè. Đây gồm có, đây là món ăn tử thương. Còn có gẹo nè, đậu xanh nè, ít đậu phộng nè, xíu muối, xíu đường. Một ít mì tôm, mì gói. Nếu mà mọi người có gẹo lứt thì mọi người xay thêm gẹo lứt ngược này. Bên đây có gẹo lứt nè. Chờ chú nổ máy xong rồi quay. Cái này cho bao nhiêu cái này cho giờ làm cho không có chờ gì à, giờ làm nó không chờ đúng không, rồi làm này trước này. Cái xay của con luôn hả? Đây là cái máy, cái máy nổ nè. Đang điện, đây chưa có người nó làm tước cả. Nhưng mà đậu phộng không ra tước được. Vậy hả? Không ra được. Dạ. Thì chứ chị dạ, chứ xây cái đó chứ ơi. Không ai. Dạ. Cái này trước ở đây luôn mà giờ mới thì đâu. 2.4. Chú thâu con này nhiều nhất luôn á. Dạ, chú xây cái đó ơi. Nè, đẹp cho tính nhiều ký. Bị đổ gẹo ở đây sao? Có gẹo lứt xay gẹo lứt cũng ngon. Bảy cái gẹo lứt thì cũng ngon. Đoạn này là chú mở máy lên là chủ bị xay nè cả nhà, nên là em sẽ tắt tiếng cho lòng tiếng vô như cả nhà, tại vì để máy như này á nó nổ lên là rất là ồn luôn, mà em nói là mọi người sao không có nghe. Thì bây giờ là chú để nổ máy lên và chú sẽ đổ hết những cái hỗn hợp mà mình đã trộn ở thau vào, rồi bắt đầu mình xay ra ha. Thì cái đầu tiên này là của người khác nè, chưa có tới phần em. Khi mà xay xong cái thau này sẽ là xong, mà tiếp theo sẽ tới cái lượt của thau em. Đây thì bây giờ chú đổ cái gạo vô, chú đổ hết tất cả cái hương liệu mà đã sẵn vô á, xong rồi sẽ bắt đầu sẽ cho ra cái cốm, nó sẽ tự ra. Cái này là lúc đang cho vô là cái mẻ đầu tiên là nó chưa có ra, nó chưa có ấy, người ta sẽ đó. Bây giờ nó bắt đầu ra rồi, nhưng mà kiểu là nó chưa nhìn nó không có ngon, nên là người ta sẽ bỏ, bắt đầu cô sẽ bỏ cái phần này nè đó đây, và sẽ bắt đầu tiếp tục thì sẽ bẻ từng khúc vừa ăn rồi sẽ bỏ vào cái bị đây. Lúc này thì em với lại một chị hàng xóm đi ra làm, thì vì phụ chị phụ cô ấy cái bịch ra đây để bỏ vô đó. Thì bây giờ xay cả nhà nhìn, cái này ăn nó rất là giòn luôn cả nhà, ăn rất là ngon luôn đó. Thì cứ như vậy thôi, hình như cái này nó tùy theo với chủ yếu cái mà cái chính vẫn là gạo hoặc là gạo lứt. Còn ví dụ như thêm những cái nguyên liệu mà mình thêm vô là hình như là tùy sở thích á, cũng không biết là cái nào nó ngon. Nhưng mà lúc chiều thì em thì em bỏ đậu xanh với ít đậu phộng, một xíu muối với lại ít đường. Còn cả nhà mà thích ăn ngọt thì cả nhà cho nhiều đường vào ha. Cái món này là hồi xưa hồi nhỏ rất thích ăn luôn. Hồi nhỏ nhớ mà và hồi có cái máy này mà vào làng á, thì là sẽ đi mua gạo, hoặc là nhà có gạo rồi sẽ đi mua đồ ra, đi ra mua để cho cô chú, để cho xay ra được cái cốm như này rất là ngon, rất là thích ăn luôn, có thể ăn trừ cơm được luôn mà đó. Thì bây giờ
xay một hồi thì cái thanh nó ra thẳng, nhìn rất là đẹp ha. Cái này rất là nhìn rất là ngon luôn. Thôi thì bây giờ sẽ tua chanh cho cả nhà coi nha. Tôi nhanh tới cái đoạn mà tới cái đoạn thâu của em. Rồi thì cái mẻ đầu tiên của một cô, không biết là của ai, đã xong rồi thì bây giờ thì gần hết rồi, gần hết cái mẻ đầu tiên rồi. Đây là cái thâu của em nè. Đây là cái thâu của em nè. Rồi nó vẫn còn gạo ở trong đó cả nhà, là nó vẫn còn của cái người trước á. Đó, bây giờ thì cô bỏ bị, bây giờ sẽ bắt đầu tới phiên của em nè. Nhìn cái màu nó sậm, nó đậm hơn ha. Do này bỏ đậu xanh nhiều á, ngon nhưng mà bỏ đậu xanh nhiều ăn rất là ngon luôn. Ăn rất là ngon. Đó, bây giờ tới tiếp tục là cái phần của em ha. Nhìn ngon ghê. Hello cả nhà, và đây là thành quả xay cốm từ hồi chiều giờ nè cả nhà. Wow, được hai bị bự luôn á nè, bị to ghê chưa, được hai bị bự, nhưng mà cho hàng xóm một ít rồi nè, hai bị. Bây giờ thử độ giòn nha. Cả nhà ai đã từng thử qua, để tìm chắc thử thôi, ai cũng ăn món này rồi đúng không cả nhà. Đây nó sẽ ra những cái thanh như thế này nè. Dạ, thử độ giòn nè, bẻ ra thấy giòn, ngon lắm. Điều em xay là gạo nè, đậu xanh nè, xíu đậu phộng nè, cho ít mì, xíu muối với lại ít đường. Người bảo cho đường nhiều, nếu mà mọi người thích ăn ngọt thì mọi người sẽ cho cái lượng đường nhiều ít tùy thích nha. Thôi thì tại vì đang muốn ăn kia nên nè, ấy cũng ít đường à. Ngọt, giòn. Nhưng mà để ý nha, cái cọng mình nó ra vừa vừa nè thì ăn nó lại ngon, mà cái cọng nó to nè thì ăn nó lại kiểu ra đây nó lại xốp hơn, nó không ngon. Mà những cái cọng mà vừa vừa nó nhỏ gì. Ngọt. Chiều thương em xay là người ta tính tiền công là 20.000 một ký, chiều xay hết nữa chỉ có 50.000 tiền công thôi. Còn gạo với lại mấy thứ ấy thì là mình tự đem ra để cho người ta xay. Ngon. Tối nay là ăn cái này chừa cơm thôi cả nhà. Cả nhà ai đã từng thử qua món này á, mà kiểu như mình xay những bỏ những cái gì mà ngon á, thì cả nhà comment xuống dưới cho Thu được biết thêm nha. Và bây giờ thì sẽ kết thúc video này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video, và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo ạ. Bye bye.